chào cả nhà của Sài Gòn Phố nha. Trở lại với cô Mười bán thịt chiên nè mọi người. Hôm nay là mình đang có mặt ở đây là lúc 4 giờ 50 phút. Rồi bây giờ mình qua nha. Xe đông quá. Trời ơi, đã. Phải chạy
70 phút đi. Nửa tí, thôi 70. Thôi 70. Cái giá thời gian nữa. Chứ mà đi sớm nó không ngon. Dạ, không giòn. Cái đó là khách quen ở đây, họ sốt quen. Cô mười cũng cực lắm á, cô mười. Cô mười hai luôn. Từ trắng mà hành đen á. Lấy dịch giùm em nha, năm trắng hành đen rồi đó. Đen rồi nè. Dạ. Rồi, dạ được anh. Mà đen là do nắng mà đen do ngồi gần bếp nó không? Nó đó hai cái nó cộng lượng nó chết nhung nhang nó chẳng còn như xưa. Thôi chợ gán đi cái mình tút lại để đẹp ha. Đâu rồi đây. Đâu còn anh năm đấy. Thấy lửa đó vậy mà nó vẫn còn hai cái đường không cái sốt mà mọi người, cái sốt đặc trưng của chỗ cô nha. Xong rồi mình thò nữa nó sẽ động vị hơn, ngon hơn luôn. Mình đã thử rồi, đã quay clip trước cho mọi người, giới thiệu cho mọi người. Tiếp hôm nay thì mình thấy cái hiệu ứng tốt quá. Khi mà đến ở đây thì đúng là hiệu ứng tốt thiệt, mọi người rất là đông và kiểu như bây giờ này khoảng đó, 5 giờ thôi đã hết. Dầu quá thấy không? Mình dạ. Nước cũng bị đen vậy đó. Dạ. Là do cái phần mình ướt. Cái ngủ vậy. Dạ. Cái ngủ vậy nó làm cho đen cũng vậy. Hôm nay cô vừa có xem lại mấy cái clip quay không? Về đến nhà bắt đầu chuẩn bị làm vịt quay, đưa vô trong lò để hâm nó. Giờ sáng mình bấm nút cái là nó vàng đều hết. Quay là hết cả ngày rồi. Không còn thời gian. Hết rồi chế ơi, hết rồi anh ơi. Lấy ở lò, lấy ở dưới quê á, nhà nó đe làm xong nó đưa lên luôn. Chứ con mà múa đây làm gì có vịt ngon vậy? Dạ, vịt nè con thấy không có miếng mỡ luôn nè. Vịt chạy bộ. Vịt ú lu à. Ngon quá trời luôn. Ủa mà là miền Tây cô hả? Ừ. Dạ, chắc người miền Tây quá. Thì do nó mở hay sao cô? Đúng rồi. Bữa hổm về tụi con ăn ngon quá trời luôn. Hôm nay tụi con mới chạy qua mua tiếp. Chạy con mua con. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, chạy đẹp đầu tiên hết á. Dạ. Thấy tội nghiệp lắm nha. Dạ, quay nha, mỗi lần mà nó lỡ nó quay nha, đưa đơn hàng. Đừng đuổi con, để chút xíu nó tung đen hết luôn nè. Cô mười cái vẫn còn nhẹ cho nó lớn chuyện. Để con quay ha, đừng đuổi con ha. Để đường á. Để đường nó lắm, cái đường nó lắm. Nhỏ quá nha. Nhỏ quá. Dạ. Mới bỏ vô cái nó có nước phải không con? Mại. Con mắt. Dạ, con mắt nó bị nổ. Cô mười vẫn bán khoảng có 40 con thôi nha cô. Không phải làm không nổi hả cô? Ừ, thật tình là làm không nổi. Wow, vàng đều. Còn mua lẻ là 100 ngàn. Dạ. Kêu lên nha lấy dịch đi lấy Thảo ơi. Sáng dịch quay là cô mười cũng ngồi y chang gì luôn hả cô? Hay là để ngay góc bên kia. Dạ bên kia bán rau. Dạ. Cho nó ngồi bán rau. Dạ hôm nào có con thức buổi sáng chạy qua cô ủng hộ cô. Để coi cô bán dịch tươi với lại dịch sống. Dạ. Dịch tươi với dịch quay là vịt còn sống á, còn sống á. À, vậy là cô bán cả vịt sống luôn. Dạ.
Vịt có phương hiệu đàng hoàng chứ không mua vịt năm ba thôi, có sợi vịt năm ba cô dạy vịt sống thì giá con kho gừng chắc cũng ngon lắm, 55.000 ký dạ nguyên vịt. Hôm nào con có qua sớm rồi nếu không mua hết rồi, con nãy đưa tiền rồi, hôm nay đưa tiền rồi nè, chặt đi nè. Cái hai vợ chồng đó thưa ông. Dạ. Có con không? Có con. Dạ. 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 Nguyên con cũng được, cô bán hết với giá là một con 180.000 đó mọi người. Chắc bây giờ là mình khỏi nhắc lại địa chỉ nữa quá hả? Mọi người chắc biết hết rồi đúng không? Thì mình đọc lại ha. Địa chỉ là số 791 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4. Còn số điện thoại thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Mọi người hãy nhớ là xem ở phần mô tả để biết được vị trí cô Mười bán ở đâu nè, thời gian bán như thế nào và cũng như là số điện thoại để đặt hàng trước nha. Vui vậy hả? Nổi tiếng lắm rồi cô. Hết luôn rồi. Đi múc chỉ luôn, xong thua cái là ổng kiếm được cái địa chỉ thì ở tới đây đã 8 giờ. Không nào không? Đây ổng có xe điện đâu quên. Không, ổng đi chiếc xe Honda, ổng già rồi, tội nghiệp ổng lắm. Trời ơi, tới đây thấy tội nghiệp dễ sợ. Nhưng mà ba luôn.
Nhà bè với lại quận 10 ơi, quận 8 á là gần nhau đó. Đi ngõ tắt là gần nhau á. Đáng biết tụi nó đi ngõ tắt hay lắm. Mày muốn ăn cá mà vẫn đi ngõ tắt. Có nè cô Tú ơi. Bang bang lên đây vậy trời.